Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Bằng Cường đang có mặt tại buổi họp báo của nữ ca sĩ Saka Trương Tuyền. Và bây giờ thì đang là sắp đến giờ mà tổ chức diễn ra buổi họp báo rồi. Và bây giờ thì mời các bạn cùng gặp gỡ và giao lưu với nữ ca sĩ Saka Trương Tuyền nhá. Đây là nữ ca sĩ Saka Trương Tuyền. Đây là nhân vật chính của ngày hôm nay. Và bây giờ là hai anh em đang chuẩn bị cho buổi họp báo. À, bây giờ thì mời cả nhà cùng đến với Saka nhá. Nha. Hello, chúc bé yêu thành công trong con đường nghệ thuật của mình. Chúc cho cái MV ngày hôm nay là thành công rực rỡ. Hôm nay rất là vui được thấy đến đây dự họp báo của Saka Trương Tuyền về cái MV mới là Chàng Trai Khó Tính. Thì Dương Ngọc Thái cũng rất là vui và chúc cho em được cái MV này được tỷ view nha. Cả nhà ủng hộ cho MV Chàng Trai Khó Tính của Saka Trương Tuyền nha. Chúc em thành công trên cái bước đường nghệ thuật của mình nha. Rồi. Đây là thầy, tóm lại là người đã dẫn dắt Saka vô vào nghề và tạo nên tên tuổi của Saka, đó là thầy Lương Gia Quy. Thầy ơi, bữa nay thầy phát biểu cảm nghĩ cho mọi người biết khi thầy lại tham dự báo của con rồi đó. Thưa quý vị, hôm nay thì Huy rất là vui và hạnh phúc bởi vì thấy được sự trưởng thành và càng ngày càng nổi tiếng hơn, cũng như là được công chúng yêu mến hơn với Saka. Và hôm nay thì chúng ta thấy là Saka rất là xinh đẹp đúng không ạ? Và chúc cho sản phẩm mới này của Saka cũng như những bước đường tiếp theo trong sự nghiệp thì luôn luôn được khán giả đón nhận và yêu thương nhiều hơn. Xin chúc mừng. Dạ, con cảm ơn thầy. Em đang đi tìm chú ghệ, chưa thấy chú ghệ ở đâu hết á. Đến không ngờ mọi người đến rất là đông như vậy luôn á. Chắc là em đang được cái sự ưu ái. Và bây giờ thì mời cả nhà cùng theo dõi và cùng ủng hộ cho Saka trong MV Chàng Trai Khó Tính nhá. Đây là một người chị của Saka. Vừa đáp máy bay xuống tại Việt Nam luôn, tại vì chị ở bên Đài Loan, nhưng mà rất là ưu ái Saka, thương Saka nên là có mặt ngày hôm nay. Có mệt không ạ? Cũng hơi mệt nhưng mà vì em gái rất là vui và có em gái hạnh phúc. Quà đó hả? Đây là dành món quà cho em gái. Cái này là tiền gì mọi người? Em cảm ơn cái lọc của sư huynh rất là nhiều. Cái lọc cho em gái. Lọc may mắn của Saka. Thành công và đạt nhiều thích hơn nữa. Rồi em cứ... đây là nhạc sĩ. Wow. Xin giới thiệu mọi người à. Đây là nhạc sĩ biết... Donnie đóng dài cái bài hát của Saka, Chàng Trai Khó Tính. Với anh Nguyễn ơi, giới thiệu một tí xíu về cho fan Saka biết đi. Chào mọi người, mình là nhạc sĩ Danh Nguyễn. Thì thực ra Saka tìm cái bài hát này thì Saka muốn nói là cái chất lãng mạn thì và anh cảm thấy rất là vui tại vì nó là cái sở trường của mình luôn. Mình thích đến cái bài ít nhưng dài lâu á. Ok, và thì Danh muốn gửi tặng đến Saka một ca khúc này, cũng là một ca khúc mà Danh rất là tâm đắc. Thực ra là Danh tính để mà này để Danh ra, nhưng mà thôi thấy Saka dễ thương quá cho nên là Danh gửi cho Saka hát. Cảm ơn Danh, rất nhiệt, mời Danh vô đây nha. Hôm nay là Saka Trương Tuyền họp báo, hôm nay là cháu gái của mình họp báo cho nên hôm nay đến dự họp báo. Thứ nhất là theo dõi cái chặng đường đi của cháu gái của mình, và sau đó là chúc cho Saka Trương Tuyền, cháu của Kim Tiểu Long, được thành công, đại thành công trong công việc của mình, nhất là ca hát, và không phụ lòng tất cả quý vị khán giả đã dành cho bao nhiêu những năm vừa qua, và chúc cho con được nhiều may mắn và hạnh phúc trên con đường nghệ thuật.
Tại em là cũng là con gái nên em cũng điệu. Saka chỉ điệu tí xíu thôi, không có điệu nhiều lắm. Thời điệu ơi là điệu luôn chứ điệu không đâu anh. Saka điệu dễ thương. Mà con gái phải điệu chứ. Điệu xuất sắc. Làm phụ nữ thì phải điệu, mà điệu là đẹp, dễ thương. Saka điệu là con gái phải xinh. Nghe. Chỗ nào chỉnh để là... Anh ơi, chỗ đây nào? Là anh trai Lâm Vũ. Xin cảm ơn, hôm nay là một ngày rất đặc biệt của Saka. Mà thật sự là lần đầu tiên Vũ đi họp báo của em Saka. Một cô gái mà rất hay, rất xinh đẹp, biểu diễn rất là sexy trên sân khấu. Và hôm nay, em viên của em, anh mong rằng sẽ trong 24 tiếng đầu tiên sẽ đạt được 5 triệu. Mọi người sẽ cùng xem và cùng chia sẻ với MV của Saka Trương Tuyền đã đạt kỷ lục với MV. Là hôm nay em gái của chú rất là đẹp, Saka này rất là đẹp, mọi người thấy không? Rất là như thần tiên tỷ tỷ, mặc đồ trắng rất là tinh khôi. Hôm nay chị đến đây chúc mừng em. MV này được sẽ được tất cả khán giả đón nhận và được 10 triệu hay 20 triệu view gì đó. Wow. Được không vậy? Chứ là quá tuyệt vời. Được không vậy đi cưng quá. Rồi chúc MV thành công tốt đẹp. Và mong rằng tất cả khán giả sẽ đón nhận MV của Saka Trương Tuyền. Anh không có gì nhiều đâu, chỉ chúc em là cứ ngày càng đẹp. Và đó là thêm nữa đó là ngày càng thành công hơn. Cứ mỗi sản phẩm em ra sẽ được càng lúc là mọi người yêu mến em nhiều hơn nữa. Chúc em thành công hơn nữa. Em đến với anh trai, còn này chị đẹp của em. Chúc Saka sẽ có một sản phẩm rất là hit. Và sắp tới sẽ thành công hơn rất là nhiều với... Em đi chàng trai khó tính. Chàng trai khó tính. Ok, em cảm ơn chị. Yeah, anh em. Nói chung là anh nghĩ là mọi người sẽ chúc rất là nhiều lời hay đến MV của em rồi. Thì anh chỉ chúc là MV Chàng Trai Khó Tính sẽ được rất là nhiều người dễ tính xem và được nhiều lượt view là được rồi, đúng không? Quan trọng là chị mới xem cho em đầu tiên đó nha. Okay. Chàng Trai Khó Tính nhưng mà khán giả không khó tính với em. Cảm ơn, bây giờ mình chụp hình nha. Trái tim của anh, sóng xanh trái tim của em. Nhìn anh thật lâu, từng từ anh vì đâu. Người như anh đó thật sao quá khó, chẳng biết ý nuông chiều. Chỉ đôi khi miệng môi anh cười vô vơ, làm cho em thấy nhiều khi không hiểu. Cứ thắc mắc bao điều, vì sao anh không dẫn đón người ơi. Người như đôi khi miệng môi anh cười vô vơ, làm cho em thấy nhiều khi không hiểu. Cứ thắc mắc bao điều, vì sao anh không dám đón người ơi. Người như anh đó thật ra đôi lúc cũng mong mong đông đầy. Với em đây biết quan tâm nhiều hơn chưa. Thì cho em cùng đắp dây.
biệt với Saka, với bạn Phượng hay là như thế nào đó. Và mình cũng muốn hỏi là trả cho anh Tim Cassidy, cái này là không nói chung chung nha, cái này là mình muốn biết con số thì trả cho anh Tim Cassidy bao nhiêu để mà anh Tim xuống Đà Lạt và là người yêu trong MV của Saka. Cảm ơn. Dạ, không phải đây là lần đầu tiên anh Tim làm mô đồ cho Saka. 2 năm thì trước cũng có một hộp báo với anh, cái năm Top Sexy Girl thì anh Tim cũng đóng vai anh chính cho Saka. Hầu như anh Tim sẽ không mấy cái xe. Cái đó là quý, yêu thương nhau và đem hỗ trợ nhau, giúp nhau thôi ạ. Còn nói quan hệ em thường thường hả? Thì thường thường quý Saka quá thì giúp Saka thôi. Bây giờ mình được vạch tội cô ấy ra. Bởi vì cách đây năm 2017, trước đây thì hai anh em chơi rất là thân với nhau, tự nhiên đùng một cái năm 2017, tự nhiên Saka hát một bài hát mà làm cần đến dự họp báo, mà bài hát mình cũng không biết là hát bài gì, đùng cái tự nhiên thấy buổi tối trên YouTube rất là nhiều người xem cái bài hát đấy, mọi người bấm vào xem, hóa ra là hát bài Ngày Hạnh Phúc mà Saka hát mà bí mật một lần không cần phải hỏi tác giả, những người sáng tác bài này, cứ thế hát, cứ thế quay phim rồi là phát lên luôn, không cần hỏi tác giả là anh ơi cho hát bài này nhé, hay là như thế nào. Và nếu mà là một người khác thì bọn tôi sẽ tại sao em hát được, em không hẳn hỏi anh ấy, anh ơi cô ấy dễ thương quá nên tôi bỏ qua em hát luôn đi. Đấy, từ đó cho đến ngày 2 năm cứ chơi thân với nhau và bây giờ là giống như một cái clip mà lúc nào cũng đồng hành với nhau trong những cái sản phẩm mới đây hoặc là tiếp theo. Khi nào mình tin tưởng giao cho một người mình sẽ hết lòng hỗ trợ cho Saka đúng như mình em là người rất là thân thiết với mình. Từ chối yêu đương em lại thương tính anh khiêm nhường, vừa lúc em đang mơ niềm vui vô tư từ anh, trái tim của anh sóng xanh, trái tim của em nhìn anh thật lâu tương tư anh vì đâu. Người như anh đó thật sao quá khó, chẳng biết ý nuông chiều, chỉ đôi khi miệng môi anh cười vô vơ làm cho em thấy nhiều khi không hiểu, cứ thắc mắc bao điều vì sao anh không dẫn đón người ơi. Người như anh đó thật ra đôi lúc cũng mong mắm đông đầy với em đây, biết quan tâm nhiều hơn chưa. Và anh đều ứng đều đơn sơ nhân, có mái ấm gia đình thì cho em sao quá khó, chẳng biết ý nuông chiều, chỉ đôi khi mím môi anh cười vô vơ làm cho em thấy nhiều khi không hiểu.